Thực ra tên thật của Đông Phương Kình Thương là Trường Tôn Kình Thương, còn là một gia tộc vì ta hơn nữa. Đông Phương Kình Thương một chính tộc, còn ta chỉ là phụ thuộc vào tộc mà thôi. Không phải chứ, vậy chẳng phải là gia gia công tộc của người sao? Đến đời phụ tộc ta thì lấy được chức tộc trưởng. Đông Phương Kình Thương vì muốn thoát khỏi đã tranh đấu mà đổi họ, rời khỏi gia tộc. Tư chất của hắn thì rất tốt, sau đó quay về chiếm cái vị trí gia chủ, nên nó gây nên nội loạn ở trong Trường Tôn gia, rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trường Tôn gia vì tộc vì trải qua nội loạn mà suy yếu, ta vì tương lai gia tộc tham gia vào dũng binh đại chiến, không ngờ lại gặp Đông Phương Kình ở trong mờ cảnh. Lúc đó ta chỉ biết hắn đang tìm cơ hội thích hợp. Lần này may mà sợ có sự giúp đỡ của Kiếm Tần và mọi người mà ta mới lấy được ánh sáng. Ta muốn nhanh chóng quay về thăm nhà nên không ở lại lâu. Kiếm Tần đại ca, đêm muốn cùng gia gia trở về, sau này gặp lại, tạm biệt. Có kết quả rồi. Đơn nhất là Ca Lập. Qua 569 điểm. Ca Lập là Ca Gia Lập à? Là ai vậy? Ta chưa từng nghe nói đến. Chính là cái thằng nhóc trông giống đại sư huynh đó. Tên này được gọi là thần bài Tây Bắc. Có điều ta thấy qua rồi, cũng bình thường thôi. Kết quả vòng đấu loại trực tiếp vòng thứ hai đã có, tổng cộng có 89 vị dũng binh ra khỏi dũng binh mật cảnh. Chúc mừng các vị đã đủ tư cách tham gia vòng đấu thứ ba. Vòng này là một đấu một tháng sau sẽ cử hành. Mọi người về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, hy vọng một tháng sau cũng đạt được kết quả như mong đợi. Có gì mà phải nghỉ ngơi chứ, bây giờ lão tử đã ở trạng thái tốt nhất rồi. Ta có thể nghỉ ngơi trọn vẹn rồi, được nghỉ ngơi một tháng quá tốt rồi. Kiếm Thần huynh, Độc Cô huynh đệ, tôi đến để tạm biệt với mọi người. Bây giờ tôi chỉ còn một cánh tay, thực lực thì tất nhiên không được như trước, vậy nên tôi quyết định từ bỏ quyền thi đấu. Vậy cậu định đi đâu? Bây giờ sức mạnh của tôi đã giảm xuống, vậy phải nhanh chóng vì gia tộc trả lại vương giả chị Bình. Tôi đến đây tạm biệt với mọi người, có duyên sẽ gặp lại. Đây lại vậy, bày trận lớn như thế. Hả? Đây là chúc mừng lục đệ vượt qua dũng binh mật cảnh, thuận lợi tăng cấp. Tỷ đến đây làm gì? Đương nhiên là đến cổ vũ cho đệ rồi, chúng ta là người thân mà. Đệ xem, ta còn mang cả thái y giỏi nhất nữa, ta sẽ đệ bị thương lúc thi đấu đó. Tâm ý của đệ của tỷ đệ nhận rồi, đệ phải nghỉ ngơi chuẩn bị một tháng sau không tiếp được tỷ nữa. Sao cậu lại nói với tỷ tỷ mình như vậy? Đừng có bị vẻ ngoài của tỷ ấy đánh lừa, nếu sau này cậu tiếp xúc với tỷ ấy nhất định phải đề phòng. Chúng ta đi. Đêm đến, cái vương giả chi binh này nên xử lý thế nào đây? Kiếm Trần, Ngọc Sơn Ấn vương giả chị Bình của Thạch Gia, bọn họ nhất định sẽ tìm cậu để đòi lại. Cậu phải chuẩn bị cái biện pháp để đối phó cẩn thận đó. Thạch Tường Thiền tuy đáng ghét nhưng cũng đã chết rồi, đồ của hắn đương nhiên phải trả lại cho Thạch Gia chứ. Vậy thì tôi yên tâm rồi, với người không có đại gia tộc chống lưng như cậu, Ngọc Ấn Sơn chỉ đem đến phiền phức mà thôi. Rốt cuộc nên làm gì với Ngọc Sơn Ấn đây? Hay là đem trả lại cho Thạch Gia nhỉ? Hả? Đây, đi lạ. Thu rồi. Còn mổ, nó đang hút Ngọc Sơn Ấn. Ây giờ không kịp mất rồi. Đây là vương giả chị Minh mà, sao lại dễ bị hút như vậy được chứ? À, cảm giác đây là... Tôi rồi, nếu Thạch Gia tìm đến thì mình giải thích thế nào đây? Lại nữa, thánh lực cấp 3 đại đỉnh mình thăng cấp rồi, lấy nào
là do hút ngọc sờ ngón sao? Đến kiếm khí cũng thay đổi, mình cảm thấy khí mạnh hơn trước rồi. Nhưng thằng nhóc kiếm trận này nhanh chóng ra đây gặp mặt đi. Món thế này rồi sẽ không phải là người của Thạch Gia đi chứ. Ai đây? Không biết hai vị tiền bối đến tìm lúc muộn thế này là có việc gì? Tiểu tử, dĩa thiếu gia nhà ta mà cũng không vẫn còn hùng hãn như vậy à? Ai đúng là vừa nghĩ tới là xui xẻo, thì xui xẻo đã đến. Ngươi thật dạ tìm đến nhân thật đó. Thành Tư Thiên bị Đông Phương Kình giết chết không liên quan gì đến cháu cả. Tiểu tử, vì cháu thiếu gia nhà ta rồi còn dạ môn và nhỏ kiếm tròn, nguyên nhân cái chết của thiếu gia chúng ta sẽ điều tra cẩn thận. Nhưng trước hết mong cầu giao ngọc sơn ấn cho chúng tôi. À, cháu vốn định giao ngọc sơn ấn trả lời cho tiểu bối, nhưng ban nãy nó bị cháu vội hút vào rồi. Hút vào? Đúng là chuyện cười. Ta thấy người không muốn trả lại thì cố. Cái này giống hồ cảnh này giống hồ kiếp đánh nhau quá. Hơi gì tiền bối, những lời cháu nói đều là thật. Cháu tuyệt đối không có ý giấu ngọc sơn ấn làm của riêng. Cháu nghĩ nhất định hai vị tiền bối đã điều tra về cháu. Cháu biết lúc ra khỏi dùng mạch binh mật cảnh, cháu mới là đại đỉnh thánh lực. Mời hai vị nhìn tư vị hiện tại của cháu đi. Đây, thánh lực cấp 3 đại đỉnh, mới nửa ngày mà đã thần lên tới cấp 3. Tối nay cháu không cẩn thận hút vào ngọc sơn ấn, vậy nên sức mạnh đã tăng nhanh trong thời gian ngắn. Mau hai vị tin tưởng lời của cháu. Ai cũng biết trong dũng binh mật cảnh có cơ ngộ trùng trùng, hoặc là người ở trong dũng binh mật cảnh thân cấp mà tình báo của chúng ta không phát hiện ra được thì sao? Cháu có thể chứng minh lúc kiếm trận rời khỏi dũng binh mật cảnh là thánh lực cấp 2 đại đỉnh. Hoàng lãng cô nương, kiếm trận cậu không sao chứ? Tôi nghe nói Hà Thạch và phái hai vị trường lão đến dũng binh thành nên dẫn nhị thúc đến đây giúp đỡ. Hoàng nương cô nương, ta không sao. Nhà đầu hoàng gia, ngươi cùng tiểu tử này hại chết tiêu gia nhà ta. Món nợ này ta còn không có tính với người đây. Ngươi cũng đừng có quên, ngươi có thể là cùng Thạch gia có hùng ước đó. Hai vị huynh đài, lời không thể nói bừa. Thạch tiêu gia bị Đông Phương Kình giết trong dũng binh mật cảnh, những người từ mật cảnh ra ngoài đều có thể làm chứng. Đây là chuyện giữa Thạch gia và anh bạn kiếm trận này, không có việc liên quan tới Quỳnh đến Quỳnh. Còn cái việc chết của thiêu gia có liên quan đến Hoàng Loan hay không, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Kiếm trận là bằng hữu của Hoàng Loan nhà ta, nên cũng là bằng hữu của hoàng gia. Chuyện liên quan đến cậu ta thì đương nhiên hoàng gia có thể can thiệp. Trường lão, hoàng gia đang làm khổ hai huynh đệ ta sao? Chuyện bắt đầu từ cháu, kiếm thần cháu dùng sinh mệnh thôi ra, nhất định sẽ tìm vương giả chị mình trả lại cho Thạch gia. Được rồi, bọn ta tạm thời tin tưởng người, hy vọng kiếm trò huynh đệ nói lời giữ lời. Tập cả chúng ta có bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy sao? Cáo từ. Tam ca, lấy nào chúng ta có rời đi như vậy? Không thì có thể làm gì? Không thể động võ trong dũng binh thành, chúng ta không thể làm gì được thằng nhóc đó. Uổng chi còn có hoàng gia can thiệp, chuyện phía sau càng khó khống chế. Nhưng mà ngọc sơn ấn có ý nghĩa to lớn với Thạch gia, chúng ta bắt buộc phải tìm ra nó, không thì khó đối mặt với sự phẫn nộ của tổ tiên Thạch gia. Cái này cảm ơn tiền bối đã dạy vay giúp. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải cách khí. Nhà đầu hoàng làng vừa quay về mà đã kéo băng đưa ta tới đây. Ta lo thiệu thiệt trong tay hai lão Thạch gia, con bé rất quan tâm cậu đó. Cảm ơn hoàng làng cô nương. À không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Kiếm trọt vừa nhìn đã biết là nhân tài. Với Hoàng Loan nhà ta là ông trời tác hợp mà. Nếu cậu có ý với Hoàng Lạc, vậy thì có thể để trưởng bối đến hoàng gia bàn chuyện. Nhị thúc, tức lại nữa rồi, vừa nhìn thấy thiên tài tú lại bàn đến ông chuyện hôn sự của người ta không dừng. Thúc giải thích rõ đi. Còn cậu kiếm trọt, cậu đừng có hiểu lầm, tôi đối với cậu không có tình cảm nam nữ. Hoàng Lạc cô nương, cô hiểu lầm rồi sao? Không nghe giải thích luôn.
Hoàng lá nhá đầu này dị thốt cũng chỉ vì gia tộc mà suy nghĩ thôi. Liên hôn với Thạch gia Hoàng gia không còn. Thạch gia tất nhiên sẽ tiếp tục thôn tính Hoàng gia. Mà hai nhà Hoàng Thạch tranh đấu bao nhiêu năm nay, Hoàng gia vẫn luôn bị đè ép, cho dù là tổ tiên chúng ta là Thánh Vương nhưng cũng không mạnh bằng tổ tiên Thạch gia. Bây giờ tổ tiên không còn, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người giúp đỡ. Con nhóc Kiếm Trần đã còn trẻ nhưng đã có tu vị cao như vậy, chắc chắn sau lưng có thế lực trợ giúp. Nếu như Hoàng gia có thể liên thủ với thế lực đó thì sẽ không có sợ Thạch gia nữa. Hoàng cô nương, lâu băng nãy là nhị thúc của cô nói. Cô tức tôi làm cái gì? Tôi thích tức giận, vô cớ như vậy đấy. Cậu quản đi chắc. Nếu cậu ta không có ý tốt xấu, không đồng ý hợp tác thì ta đành giao cậu ấy cho Thạch gia, dùng cậu ta làm sự giảm sự phẫn nộ của Thạch gia. Đã muộn lắm rồi, mà nơi này vẫn còn thật náo nhiệt đấy. Mọi người không dễ dàng gì mới vượt qua được trần loại trừ trong dũng bên mật cảnh. Tất nhiên muốn tận hưởng tốt. Những người không vượt qua cũng muốn ở lại xem trận đấu trên lôi đài. Ô, nhà này bán xì nướng rất ngon nè, chúng ta vô qua đó ăn đi. À, đi rồi tôi mời. Ngon quá. Mực à? À, cậu đừng để ý đến lời nhị thúc của tôi. Tôi cũng không nghĩ sẽ thành thần với cậu. À, ta biết mà. Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì ta không tin. Tôi chỉ là lo lắng cho Thạch gia về cái chết của Thạch Tường Nhiên, mà gây phiền phức cho cậu không có ý gì khác. Cảm ơn sự quan tâm của Hoàng cô nương. À đúng rồi, Kiếm Trần, Ngọc Sơn Ấn thực sự bị cậu hút vào rồi sao? Lấy nào Hoàng cô nương cũng không tin tưởng ta. Cậu cũng biết mà, mất kỹ nhà ta rất đặc biệt. Ta càng không thể chỉ nửa ngày có thể thăng lên thánh binh lực cấp 3 đại đỉnh. Được rồi, ta tin cậu. Cứ yên tâm đi, đợi trận đấu kết thúc thì tôi sẽ xin lão tổ ra mặt giải vây giúp cậu. Cậu nghĩ tìm được vườn giả trị bệnh dễ như vậy sao? Con phát từ với hai lão già kia, đúng là vừa ngốc là vừa ngây thơ mà. Có kẻ bám đuôi. Ai bám đuôi chúng ta? Đừng quay lại, chúng ta tiếp tục đi dạo. Tôi nghĩ nhất định là hai vị trưởng lão Thạch gia. Tôi biết hai lão già đó không buồn ta dễ dàng vậy mà. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Tiếp tục đi dạo, giả vờ như chúng ta không phát hiện ra, tìm cơ hội cắt đuôi bọn họ. Đi bên này. Không ổn, chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Mau đuổi theo. Đang ghét vậy mà để chúng chạy thoát. Nếu không phải tại Nhung mình còn cho phép sử dụng thánh lực, để đã đem bọn chúng chặt thành tám mảnh rồi. Không có vấn đề gì, thằng nhóc đó chắc chắn đang ở quanh đây. Tại Nhung mình còn cho phép dùng vũ lực đối mặt với chúng ta, hẳn chỉ có thể trong thành mới an toàn. Ôi, ngộp thở luôn. May mà thành Dũng Bình không cho thành ta dùng thánh lực, nếu không chúng ta không thể cắt đuôi dễ dàng như vậy được rồi. Đừng vui mừng vội, nhất định họ và đàng quanh đây tìm kiếm chúng ta và cắt đuôi bọn họ hoàn toàn. Chỉ còn cách ra khỏi thành rồi vào lại thành bằng công khác thôi. Cậu điên rồi à? Ra khỏi mà bị bọn hắc bắt được là phải chết chắc đó. Nhất định bọn họ cũng nghĩ giống cậu, vậy nên ra khỏi thành là giải pháp an toàn nhất. Chúng ta vào từ cửa nam, sau đó tôi và mình đồng sẽ đi tìm nhà trọ ngay trong đêm, trốn ở trong đó không ra ngoài. Có lẽ họ sẽ không tìm thấy chúng ta. Đời đó, đây có mùi mốt. Ai mà to gan như vậy, vừa ra khỏi thành đã đồng võ. Đi là Trác Nhĩ. Không ngờ lại có người dám động thủ ở cửa thành. Trong thành không được đồng võ, nhưng ra khỏi thành giết người phóng hỏa cũng không ai quản. Kiếm Trần, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang dùng lại, vậy mà lại sử dụng Quang Minh Thánh Lực. Tôi phải nhắc nhở cậu, hắn ở Dũng Bình mật cảnh bất tà bất chính, không phải kẻ tốt gì. Cậu vẫn quyết định của hắn sao? Nếu hắn không ra tay thì chúng ta có lẽ đã mất mạng ở trong mật cảnh rồi. Nếu đã từng công chuyên tiếng, tôi cũng không thể chết mà không cứu. Hắn bị Quang Minh Thánh Lực đả thương, đối với hắn mà nói Quang Minh Thánh Lực gây tổn hại rất nhiều. Xem ra đây là một vị cao thủ Quang Minh Thánh Lực rồi. Bởi kiến công chúa Điện Hạ. Người dám bỏ lỡ cơ hội tốt nhất như Dũng Binh Mật Cảnh. Công chúa Điện Hạ bất giận, biến cố trong Dũng Binh Mật Cảnh quá nhiều, hầu như không có cơ hội để ra tay. Nhưng Tần đã tận dụng thật tốt cơ hội để trận đấu sắp tới sẽ giết hắn. Người chắc chắn, khoan hãy nói chuyện cho chắc chắn đi.
ngươi sẽ đối đầu với Tần Ký. Chứ dù gặp thì ngươi có thể giết hắn sao? Ngươi phải tin tưởng thần, Tần làm sao có thể thua được hắn chứ? Ta bắt buộc phải giết Tần Ký khi hắn tham gia Dũng Binh Trận. Nếu không, mối kế hoạch của ta đều bỏ bở. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó nữa đâu. Ca Lập sẽ thay thế vị trí của ngươi, giúp ta trừ bỏ. Lấy nào ngươi vẫn luôn tin không tin Tần, vậy mà lại an bài hắn tham gia Dũng Binh Trận. Việc liên quan đến Giang Sơn Tàu Quốc, ta làm sao dám đánh cược hết trên người ngươi được. Công chủ điện hạ, tu hạ thực trách chấp nhận bất kỳ hình phạt nào, nhưng người đỡ cái tên này đến tay thế ta, ta không cam lòng. Nói về võ lực, Trác Di ta trước giờ chưa từng thua dưới bất kỳ ai. À chó, à chó. Hoàng Minh Thánh Lực, thấy chưa, với ám thánh lực của người bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Ca Gia Lập. Chết tiệt, không ngờ hắn lại mà như vậy. Hát ám thánh vực lực của ta đều bị hắn để ép rồi. Vâng sao, cuồng vũ. Thánh Quang Tử Thập Tử Cung. À, không tự lượng sức, cứ tự tin về đi. Đây là trừng phạt đối với người. Hả? Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Lỡ hay làm người bị thương gì? Vết thương trên người người từ khác với hạt ám tinh lực. Tốt nhất đừng có cử động, ngồi điều tức đi. Không cần người quan tâm. Cầu cứu hắn mà một câu cảm ơn của hắn cũng không nói. Cái loại người này vốn không nên cứu. Trác Nhĩ rất kiêu ngạo, hắn nhất định sẽ thấy mất mặt khi bị thương nặng như vậy. Chúng ta nhanh chóng vào thành trước khi trời sáng thôi. Không biết Minh Đồng đã quay về khách điếm chưa? Từ chiều cậu ta đã bí mật chạy đi đâu rồi? Thiên Kiếm Túc, Thúc nhìn đi, chỗ đêm Thánh Vương Cốc Giá về rồi. Thiên Kiếm Túc, đây thực sự là di cốt của tổ phụ sao? Tức ra nó không phải là di cốt của tổ phụ cháu, nhưng mấy công ta và tổ phụ có mối nhân duyên rất sâu đậm. 20 năm trước, ta và tổ phụ cháu tiến vào một mộc càng thất tu tiên do tiên nhân để lại. Phát hiện trong mật thất đó có một bộ Thánh Vương Cốt Giá. Ta và tổ phụ đều hy vọng có được nó để tu vi càng cao lên. Lúc đó ta quá kích động liên chạy tới chạm vào đó. Nhưng kết quả thì kết hợp vải cơ quan trong mật thất, vô vàn mũi tên chứa thánh lực mạnh mẽ bắn tới. Tổ phụ cháu vì cứu ta mà bị đâm chết. Trải qua lần nguy hiểm đó mà ta thành công đột phá, vậy nên ta đã lấy Vương Cốt Giá. Sau này ta thành trưởng lão của thành Dũng Binh, Thánh Vương Cốt Giá liền bị ta để vào trong Dũng Binh Mật Cảnh. Thánh Vương Cốt Giá là thứ mà tổ phụ cháu dùng cả sinh mệnh để đổi lấy, vậy nên ta đây hy vọng hậu nhân của mấy sẽ lấy được nó. Tiên Kim Thúc, tại sao thúc lại để Thánh Vương Cốt Giá ở trong Thiên Thông Thành của Dũng Binh Mật Cảnh? Như vậy không phải sẽ khiến cho Dũng Binh Mật Cảnh càng hỗn loạn hơn sao? Giống như loại người như Độc Phương Kình vậy. Đó là do ta cố ý. Cố ý tại sao chứ? Tứ không biết Dũng Binh Mật Cảnh hỗn loạn như thế nào sao? Loại người như Độc Phương Kình thường, nếu không có gì hấp dẫn sẽ không ở lại đó. Bọn chúng chính là những viên đá mài chắc chắn nhất. Chúng ta tổ chức Dũng Binh Trận chính là vì muốn có sự có được tin anh thật sự. À, cháu chính là tin anh mà. Ngươi quay về đi, giữ Thanh Bình Vương Cốt cho cẩn thận. Tháng này phải tu luyện cho cẩn thận đó. Lúc thi đấu phải đạt được thành tích tốt. Hả? Kiếm Trần, cậu đang bày trò gì vậy? Giờ chết tôi rồi đó. Ngọc Sơn Ấn của Tạch Gia bị tớ không cẩn thận hút vào rồi. Bây giờ hai vị trưởng lão
Thạch già đang đi tìm tớ để đòi ngọc ấn đó. Cái gì? Tớ không nghe sai chứ? Một lời cũng khó đâu hết. Tớ không dễ dàng gì mà cắt đuôi được họ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ khác an toàn. Nếu còn cả tháng này đừng mong tu luyện. Tên nhóc kiếm lần này quá giàu hoặc càng bán còn ai bắt đuổi hắn. Không vấn đề gì. Chúng ta mua chuộc mấy cái tên tuyển thủ để bọn chúng lên võ đài, giúp chúng ta tư bổ kiếm thuật. Trần, bây giờ chúng ta không ở cùng phòng. Tôi muốn ngủ cùng cậu mà. Vì trận đấu sau lôi đài tháng sau, tớ nghĩ mỗi đứa một phòng tu luyện sẽ tốt hơn. Ây da, cuối cùng được yên tĩnh tu luyện rồi. Tớ thanh kiếm linh hút ngọc sừng ấn và cơ thể mình, không biết sẽ có ảnh hưởng như thế nào nhỉ. À, mình cảm nhận được rồi, đây chính là tử thành kiếm khí rồi. Kích tử thành kiếm khí, vũ khí mình cầm mạnh hơn. Lại bị mất rồi, xem ra không chỉ nó không dễ dàng rồi. Mình nhất định phải mạnh hơn nữa. Đối phương kình thường đã lợi dụng sức gió của hỏa vần phiến để phóng vũ khí của hắn, mình cũng có thể thử xem sao. Trận đấu lần này nhất định phải đạt được xếp hạng cao. Không biết Yếm Trần và Minh Đông thế nào rồi. Quả nhiên muốn đánh nhanh, nhanh chóng tăng cấp, phải trải ra sinh tử chiến. Một tháng sau, trận lôi đài này của Dũng Binh đại chiến hôm nay bắt đầu. Tổng cộng có 112 người vượt qua trận loại trừ, thông qua rút thăm phân thành 56 tổ đấu trên 4 lôi đài khác nhau. Trên lôi đài không còn quan tâm sống chết, lấy mạng của đối thủ đến bật đối thủ xuống đài hay là đối thủ nhận thua đều được tính là chiến thắng. Bất cứ gia tộc nào, môn phái nào có đệ tử bị chết đều không được trả thù, nếu không sẽ thành kẻ địch của toàn bộ thành Dũng Bình. Và những tiểu thủ không có hậu thuẫn có thể yên tâm để thể hiện sức mạnh của mình rồi. Cái gì là nhiều? Tất còn tưởng có con tinh tinh nào nhảy ra chứ. Tiểu tử, người lại giống người ta đã tính tính. Vốt giá của hai người lại chênh lịch quá lớn. Ta biết cái tinh lùng kia hắn là Minh Đông, một trong những người xếp hạng cuối cùng ở trong trận loại trừ. Cái tên to kia hình như là thánh lực đại đỉnh cấp 1 đó. Nhưng hắn có ưu thế cơ thở thánh lực đại đỉnh cấp 2, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Xem ra thắng bại trận này đã rõ ràng rồi. Tên Tỷ Hoàng, bây giờ nhận thua đi, nếu không được nữa thì ta dùng một cước lại khiến người mất mạng. À, người ta sợ quá đi. Anh gì ơi, chút nữa nhớ hạ thủ lưu tình nha. Trận đấu bắt đầu. Nếu người đã không nhận thua thì đừng rất ta không cẩn thận giả người thành bánh thịt. Hả? Đây là vũ khí của người sao? Người chắc chắn là muốn dùng cái sợi lông vũ đó đối phó với kiếm gì của ta chứ. Giết gà, đâu cần phải dùng dao mổ trâu đâu, một sợi lông vũ cũng có thể đánh bại ngươi rồi. Cuồng ngôn. Cái tên khốn, không được đứng trên vũ khí của ta. Xem đây. Hay da, cái khốn nạn tên nhóc này, sao cứ bay bay mãi mãi như vậy chứ, đánh kiểu gì cũng không trúng. Đánh mệt rồi sao? Khắp người đầy mồ hôi kìa, để ta cho người mát mẹ nhé. Cái quạt mát như côn trùng đó sao? Hả? Chuyện gì vậy? Càng lúc càng lớn vậy. Đây, vũ khí này nhìn trông rất yếu, không ngờ lại mạnh như vậy. Cái lông vũ kia vậy mà có thể thổi cái tên bay cao 2 mét. Đừng vui mừng quá sớm, xem chi. Này thì chi. Chỉ có ta sao có thể chứ.
Thiếu Tâm rời khỏi lôi đài. Trận này Bình Đồng chiến thắng. Không ngờ tên nhóc Bình Đồng này lại tiến bộ nhanh như vậy. Cậu ta trồng đình giống bên mặt cảnh đã trải qua những chuyện gì mà sức mạnh lại tăng nhiều như vậy? Kiên Đức Đồng, cậu ấy cũng lên đài rồi à? Cậu ấy kia kìa, đã bắt đầu rồi đó. Hỏa Diệm Thương. Ừ. Lý Hổ bị đánh ngất. Trận này Kiệt Đức thắng rồi. Ta nhớ tên này cũng xếp hàng cuối trận loại trừ mà. Đâu vậy, hắn cùng với tên Bình Đồng vừa chiến thắng kia ra cùng một lúc, điểm số đều rất thấp mà. Nhưng vừa bọn họ lại thể hiện thực lực thực sự rất mạnh. Không biết những người khác sẽ ra sao. Cuối cùng đến lượt ta lên đài rồi. Người đẹp, đến lúc chúng ta biểu diễn rồi đó. Ta rất thích hát về mẫu lên cái làn da trắng như tuyết này đó. Hả? Ây da, cái tờ chết tiệt này. Cẩn thận. Người đẹp, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bốn cô nương vốn muốn tốc chiến tốc thắng chỉ là đối với cái loại nhiều người. Vậy thì để người chịu khổ chút thì hơn. Thế thì cứ tới đây thử xem. Đây là vườn giả chi bình. À, xem ra thắng bại đã rõ rồi. Vũ khí thứ tứ quạt, liên hoa, huyền vũ. Trường chỉ mất ý thức rồi. Trận này Thiên Mộ Linh chiến thắng. Ai phụ nữ đẹp còn dễ chọc mà. Ừ, đúng vậy. Trận bên kia tân ký bên khí là sòng giả. Ngồi ra còn có một cái vườn giả chị mình. Nó thần lục. Vũ khí kinh tờ kiền của ta vừa đúng là cái tên quá. Bên khí của người. Không ngờ người là điều tra kỹ càng như vậy. Có người loan truyền thông tin của các người khắp nơi. Nghe ngóng một chút là hiểu rõ rồi. Chết nè. Tôi rồi. Vì vũ khí của ta là kiện nên ta đặc biệt tu luyện còn chiến. Lôi công tử sống ở trong nhung lụa như cười căn bản không phải là đối thủ của ta. Không phải đã nói rồi sao? Nó tí con người căn bản không hạ được ta. Cái gì? Ây da, để ta xem ngươi trốn được đến khi nào. Mềm chết. Đáng ghét. Sông giảng với nửa thần lộng đều không làm gì được với hắn. Chỉ đành thử chiêu này thôi. Không có tác dụng đâu. Chứ dù là vườn giả chị mình cũng không thể xuyên qua được khiên của ta đâu. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa, người tấn công ta chỉ dù ít mà thôi. Ta không cần người tấn công đánh gục người, chỉ cần đánh người rơi khỏi đài là được rồi. Hả? Cái gì? Đây là... Thôi rồi. Chết tiệt. Ở đây còn có người đấy. Chỉ cần để được công kích của người thì ngươi làm gì ta? Vương Tiểu Sơn đã rớt đài. Trong này tầng ký thắng. Bình bất yếm trá lời hay. Ý tử này cậu thông minh thật đó. Trận tiếp theo đến lượt tôi rồi. Trận thứ 28 kiếm trận đối đầu với Hồ Khắc Nại.
kiếm rồi. Ta thấy mặt Trương lão thật già hỏi thăm cậu. Phiền phức đến nhanh như vậy sao? Bạn bè, ngươi tới hiện không tồi, không biết thực lực của ngươi thế nào. Thánh lực mạnh quá, một tháng không gặp mà kiếm trần liền mạnh hơn nữa rồi. Khí thế của người cũng không kém ta là mấy, tiếc là ngươi phải dừng bước tại đây thôi. Khí lực mạnh quá, cương lốc hình người. Nani, đến lượt ta rồi. Ngươi nghĩ ngươi có thể chế trụ công kích của ta hay sao? Xem đây. Không ngờ chiêu thức của hắn lại đánh bật được công kích của mình. Lợi hại quá, lợi dụng lốc xoáy để phản lực. Đừng có nghĩ kiếm trần chỉ có chiêu thức đấy. Đây là bạch kiếm. Hả? Ừ? Người đâu? Lốc xoáy khai chiêu. Ồ, đây. Ui. Cái gì? Đừng giết tôi. Ta còn tưởng hắn lợi hại thế nào, không phải là sợ mất mặt đấy già. Cái gì? Ây da, là vương giả chi binh, còn là hắn áp thánh lực có khả năng ăn mòn nữa. Người vẫn còn non lắm, không muốn kiếm trần bị đánh lén rồi. Cái con rùa già đáng ghét này. Kiếm trần, chú ý phía sau. Cảm giác bị hắc ám thánh lực ăn mòn không dễ chịu có đúng không? Hiện giờ cổ cánh tay của người không thể cử động được nữa có đúng không? Hả? Không thế nào. So với lần ta bị thương bởi hắc ám thánh lực lúc trước, hắn áp thánh lực của người chẳng là cái gì cả. Người không phải đối thủ của ta, nhanh chóng nhận thua đi. Bao giờ ta nhận thua. Ta khuyên ngươi một câu, đắc tội với Thạch gia, ngươi không thoát được đâu. Ngươi truyền lời đến Thạch gia cho ta, ta đã đáp ứng dùng cái loại vương giả chi bệnh khác để đền bù thì tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng nếu muốn trời ám chiều, ta nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Hồ Khắc Phách nhận thua, trận này kiếm trận thắng. Cảm ơn, chúc mừng chiến thắng kiếm trận huynh đệ. Trần trần, cái chúng ta lợi hại nhất. Kiếm trận cậu bị thương rồi. Không sao, vết thương nhỏ thôi mà. Trận thứ 29 Trác Nhĩ đối đầu với Triệu Lượng. Có vẻ như vết thương của hắn ta đã khỏi rồi. Hả? Một tháng không gặp rồi mà mùi máu trên người hắn thì càng lúc càng nồng hơn rồi.
Ngươi nhìn đi đâu hả? Ta sắp tấn công ngươi rồi đấy. Lại thêm một tình ngốc. Dạ. Hãy. Cái gì? Đi, đi là. À. Hả? Một chiêu mất mạng. Tên này ra tay tàn nhẫn quá. Trác nghĩ quen biết Tần Xuân thôi. Trận thứ 41, Kỳ Lập đấu với Áo Tam Thiên. Tần Ron, cậu nhìn kìa, cái tên kia ăn mặc từ là kỳ quái, trông như sáng ướp vậy. Tại sao người này ăn mặc là kỳ quái, kỳ lạ như vậy? Hả? Ông này giống cái ông ở trong Naruto Hakuge. Dạ. Hử? Cái gì? Chết đi. Chết rồi. Áo Tam Thiên chết. Cây Lập gì tận? Giao ghi đối thủ trong chớp mắt. Đây là trận nhanh chóng nhất tính tới giờ. Ra tay còn nhanh gọn hơn, ác liệt hơn Trác gì nữa. Mày ơi, lại thêm một tên tàn nhẫn. Ngàn vẫn lần đừng để tới đối đầu bị hắn. Người này. Thế là trận chiến cứ dần dần trôi qua đi. Vòng đầu tiên đã kết thúc. Tốt quá, chúng ta vào bán kết rồi. Chúng ta đi ăn một bữa. Đi tôi mời. Hy vọng các người đều sống sót đến cuối cùng. Nhất là hai cái tên các người, đừng có chết ngắt giữa đường đấy. Cái tên khốn nhìn mặt là muốn đấm rồi. Ấy đừng có tức giận mà. Ngươi là Kiếm Tròn sao? Vì cô nương này, tôi quen cô sao? Ta biết người, người giết biểu ca Thạch Thượng Nhiên. Ta tự nhiên là biểu ca của cô. Ngươi không cần phải giả vờ vô tội. Ta nhất định phải giết ngươi để báo tù cho biểu ca. Hình như cô nương hiểu lầm gì rồi. Cô nương, tôi không cần biết cô và Thạch Tự Nhiên có quan hệ gì. Nhưng mà Thạch Tự Nhiên chết ở trong tay Đông Phương Kình Thường, không liên quan gì tới chúng tôi cả. Cô là Hoàng Lan, vì hồn thơ của biểu ca ta đi. Biểu ca ta chết, cô cũng không đau lòng chút nào. Còn ở đây nói giúp cho hung thủ, một đôi giang phụ giam phụ. Người cấm miệng cho ta. Đây không phải hôn thề của biểu ca ngươi. Đó là do phụ toàn ta ép, ta căn bản chưa đồng ý. Hay là cái kịch hay xem rồi. Đánh nhau đi. Vậy để cho ta bớt đối thủ cạnh tranh. Vì cô nương này, hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi. Vẫn nên quay về nghỉ ngơi sớm chút đi. Chuẩn bị tốt cho trận bán kết 3 ngày sau thì hơn. Tốt nhất các người đến cầu nguyện đừng. Nguyện đi, đừng có đỡ ta gặp lại trên lối đài. Tránh ra. Biểu ca biểu muội. Ai thành mài trọc mã hôn nhiên vô từ. Cô nương đó chắc chắn là cậu hận cậu thấu xương đó. Ai hiểu lầm này không biết bao giờ mới giải quyết hết đây. Đã tra ra nơi trốn của hai tên tỷ tứ này rồi. Ba ngày sau là bàn kết. Để chúng sống thêm vài ngày đi. Thấm thoát 3 ngày trôi qua, bán kết đã tới. Trận thứ 5 hát thiết. Thân vụ ba hóa trận thứ 6 Cửu Thiên Kiếm Trận. Cửu Thiên này là gì? Nghe giống cái tên của con gái quá. Trận thứ 6 Cửu Thiên đấu với Kiếm Trận là cố. Trời cao không phụ lòng người mà. Hôm nay ta sẽ đến toàn giết chết người báo thù cho biểu ca. Cô đừng có kích động như vậy mà. Đi chết đi. Úi. Chiêu nào của cô nương này cũng là muốn đột mạng.
thật là quá đáng. Ta đã nói rồi, cái chết của biểu ca cô không liên quan tới ta. Không liên quan tới ngươi? Vậy tại sao ngọc ấn lại trên người ngươi hả? Rõ ràng là ngươi giết người của bà Vật. Hôm nay ta phải chặt người thành từng mảnh mới được. Nhẫn khuyên. Cái gì? Lực tàn phá thật là đáng sợ. Nhẫn khuyên. Ây da. À. Tiếp chiều đi. Nhất kiếm Giang Hoa. Nhẫn khuyên. Khoát. Xem ta phá chiêu này của ngươi. Ây da. Ngươi cũng thật khó đối phó. Thực lực của con nương cũng không tệ, tại hạ không phục. Ngươi nghĩ mấy cái lời hoa mỹ đó là khiến ta bỏ qua cho ngươi sao? Mơ đi. Vương giả chi binh. Thái Sơn Nguyên. Đây. Sao tao toàn gặp phải đối thủ trâu bò không vậy? Giờ tay cái là lấy ra một cái vương giả chi binh. Đây là chiêu thức gì vậy? Có thể không cử động được rồi. Ngày chết của người đến rồi. Bị Thái Sơn Nghiền của ta phòng tỏa. Để xem ngươi chạy đi đâu được đây. Tuy thánh lực của nó là màu đen, nhưng không phải là hắc ám thánh lực, không có tác dụng ăn mòn. Ta chém ngươi thành trăm mảnh. Hả? Tuy rằng giam cầm được ta, nhưng không giam được thánh lực của ta đâu. Hả? Đây. Thái Sơn Nghiên này tuy năng lực không chế mạnh, nhưng nếu không có người phối hợp công kích thì cũng chỉ khiến cho ta không di chuyển được mà thôi. Mặc dù ta không di chuyển thì vẫn có thể dùng dĩ thần ngự kiếm tấn công đối thủ. Quả nhiên vương giả chi binh còn chủ nhân sử dụng tam pháp điều khiển. Nếu có ta không thể tập trung tinh thần thì không thể điều khiển được nó. Giờ tới lượt ta rồi. Hả? Ui. Nhất kiếm Giang Hoa. Ơ. Thôi rồi, khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Hả? Nghĩ dùng một chiều chế trụ ta hai lần ư? Dĩ thần ngự kiếm. Cô điên rồi, muốn cùng ta động quy vũ tận sao? Phá cho ta. Quả nhiên ta không đúng sai. Tuy có thể giải trừ giam cầm, nhưng lại khiến tính lực trong cơ thể hỗn loạn, tạo thành nội thương. Nhà đâu, nơi không cần mạng nữa rồi. Vẫn nên là xuống đi thì hơn. À, cơ thiên rất đại, trận này kiếm thần chỉ thắng. Đừng tưởng thắng ta rồi thì có thể bình yên vô sự. Trong trận tốt cái đầu của mình đi. Diễm phúc của kiếm trận không tệ đâu. Có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Có không thấy gian vẻ muốn cùng kiếm trận đồng quy vô tận của cô ta khi nãy à? À, tự nhiên có mỹ nữ dính lấy kìa. Đàn ông cũng có tình nào tốt cả. Xem kìa, là Bạch Lý Thục. Bí hiện của hắn ở trận trước không nổi bật. Tuy nhìn như trong tình thế bị động, nhưng lại có thể công kích chiến thắng đối thủ. Tên béo này. Trước trận đấu, hắn tìm hiểu kỹ càng về tuyển thủ,
rồi lại bán thông tin đó cho người khác. Biết người biết ta, trăm trận rồng thắng, hắn không đơn giản chút nào. Đến bây giờ hắn vẫn chưa bộc lộ sức mạnh thực sự của mình. Lý Diện 25 tuổi, trường nữ đại thiếu bà của Lý gia, binh khí là dầu ảnh đào, sức thù nhanh chóng, am hiểu còn chiến. Ồ, người rất hiểu rõ đối thủ của người đấy, nhưng không biết chúng có tác dụng với người hay không ạ? Đương nhiên là có. Đối phó với tốc chiến, cách tốt nhất là phòng thủ chắc chắn. Vậy ta chống mắt lên xem cái con rùa rụt đầu nhà người có thể kiên trì được bao lâu. Ây da. À, kiếm trò cậu không sao chứ? Chỗ tới có thuốc dưỡng thương nè. Ai, cơ thiến, vậy mà lại muốn cùng tôi đuổi mà. Nếu không phải tới dùng thánh hết thánh lực trong cơ thể giải trừ giam cầm, có vương giả chi bình, sợ là kết cục khó mà tưởng tượng được. Mà là trận 16 người mạnh nhất rồi. Cậu uống thuốc đi, điều tức chút đi. Khốn nạn, để ta xem ta chém rách cái cháo nát của người không. Không biết ai ngầu nhất đây. Anh Mập vẫn là ngầu nhất. Ta không chỉ hiểu rõ tên tấn công của người, mà còn biết người là người dễ kích động. Dùng tốc độ không được thì chắc chắn người sẽ dùng hết lực công phá phòng thủ của ta. Mà tốc độ của ta không bằng người, vậy nên ta chỉ có để khoảng cách này để ra tay thôi. Đi xuống đi. Chiêu thức này của tên Mập thật là kỳ quái, chiêu nào cũng là liên quan tới đồ găng. Chết đi. Ôi, tất sát. Lý Quyền mới đến rời khỏi lôi đài. Trận này Bách Lý Thông chiến thắng. Ăn nắm rõ mọi bước đi của kẻ thù, lợi hại quá. Tới này vậy mà lại coi con gái người ta thành thức ăn rồi ra đòi đãi. Trải qua những trận chiến gay gắt của vòng bán kết, 16 tuyển thủ mạnh nhất đã xuất hiện. Ngày mai sẽ là trận bát cường và tứ cường. Từ ngày mai các tuyển thủ sẽ dựa vào hình thức bốc thăm để quyết định đối thủ. Nhân danh tính sẽ không được công bố, chỉ đến khi bước lên lôi đài thì mới biết đối thủ là ai. Ai lại thay đổi rồi, không cho người ta biết đối thủ, bí mật như vậy làm cái gì chứ? Tôi thấy thế này cũng tốt đấy chứ, độ khó của đối trận đấu sẽ tăng lên rồi. Mong là không gặp người quen. Hôm sau trận 16 người mạnh nhất. Ê, thật sự là sợ gì thì gặp đấy mà, vừa bắt đầu đã phải gặp cậu rồi. Trận đầu tiên mình đồng đối đầu với Hoàng Lon, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Tôi nghĩ gần đây sức mạnh của cậu tăng cao mà coi thường tôi đó. Bà chị à, tôi đâu có dám coi thường Phú Nhị Đại có vườn giả chị bình trong tay chứ. Nhưng chả qua là thấy người quen đánh nhau không tiện thôi. Đây là rừng lôi đài luận võ, có gì mà không tiện chứ. Cậu không ra tay thì tôi sẽ ra tay rồi. Xem chiêu. Bà chị à, chúng ta là người một nhà đó, không cần phải bắt đầu đã dùng vườn giả chị bình chứ. Liên hồn tên. Mà tôi chỉ to một chút thôi mà, cậu đã nhìn tôi thì cái tâm bị ngắn rồi. Tên này còn có chỗ để ra tay kìa. Ai, người cũng không nhìn thấy sức mạnh của cô ta. Đó là vương giả chi bình của hoàng gia Nhật Nghiệt Cung đó. Mấy người này chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, mà Minh Đông hiện giờ còn chưa có ý định tấn công kìa. Người rốt cuộc cậu muốn đánh tiếp hay không hả? Nghiêm túc đi, để bổn cô nương biết thực lực thực sự của người người nào. Thương Lâm Kích. Mày ơi, bắt buộc phải trận nó lại thôi. Ôi, quài sức mạnh của Thường Lam Kích này thật là đáng gờm. Phong khinh vũ của mình chỉ có thể làm nó xỉu, chứ không thể nào chặn loại hoàn toàn Thường Lam Kích. Tôi vẫn còn chiều khác để đối phó với Thường Lam Kích của cậu đấy. Chân đập hư không, bước giữa không trung. Ây da. Ây da, đúng là đẹp trai không quá 5 giây mà. Ta ngốc này nghĩ chạy lên không trung là trốn được à? Hay ta còn dám xem nữa rồi. Ở trên không trung chẳng phải sẽ thành một tiêu sống cho người ta à? Tên tiêu tử Minh Đồng này là dụng phong khinh tuần nhiễn như vậy rồi, có thể dễ dàng tránh né trên không trung. Thân pháp của cậu ta trên không trung cũng linh hoạt hơn cả dưới mặt đất nữa.
tôi nhất định phải đánh cho cậu rơi xuống đây. Xem đi. Thương khung. Phá. Cái gì? Kiếm Trần huynh đệ của tôi. Tôi không tin là cậu dạy dám mưu sát em chồng đâu. Ây da.